Đầu tiên mình tạo cái bản vẽ trên Corel Draw. Để ý là thấy bản vẽ được lật ngược lại. Tiến hành in bằng máy in Canon bình thường. Ở đây ta dùng giấy giấy này gọi là giấy giấy chuyên để in bản chụp bản in lưới, nó gọi là giấy can, nó có độ trong hơn giấy thường đó, giấy can. Ok, chất lượng bản in khá đẹp. Tiếp theo là phải sử dụng đến mực cảm quang. Ở đây ta thấy có một hộp mực cảm quang và một cái hộp bên cạnh cái hộp nhỏ là cái chất cứng mình pha vào với nhau, pha thêm cái chất cứng tức là tạo cứng. Sau đó thì dùng bếp phun lên bề mặt của inox hoặc là của kim loại. Vì đây là chất cảm quang, sơn cảm quang nên là sơn xong thì mình để nó vào trong cái hộp cắt tông để che ánh sáng. Sau đó thì có thể dùng khò, nếu làm cẩn thận hơn thì phải che kín hơn tí nữa, bởi vì tránh tiếp xúc với ánh sáng. Bây giờ là đã khò khô, tiến hành chụp cảm quang. Tờ giấy in bản vẽ lúc nãy được in lật ngược đó, thì bây giờ mình úp cái mặt có mực xuống dưới. Theo kinh nghiệm thì úp xuống dưới thì cái chụp nó sẽ có cái độ sắc nét hơn. Đây là một kinh nghiệm của những thợ lâu năm. Tiếp theo là để lên trên chốc một cái tấm kính để cho nó ép sát xuống cái bề mặt sơn cảm quang. Sau đó thì tiến hành chụp cảm quang. Chụp cảm quang thì bằng cách là phơi dưới ánh nắng mặt trời, hoặc là nếu như mà có cái máy chụp thì càng tốt, thường phơi dưới ánh nắng mặt trời cũng được, hoặc là chiếu bằng đèn sợi tóc cũng được, đèn neon cũng được, rất đơn giản. Tất nhiên là kinh nghiệm, phơi trong bao lâu. Sau đó thì ở đây là tiến hành là lúc nãy ta nhìn thấy một cái gói bột đó thực ra là bột sút NaOH. Có thể dùng xà phòng bột cũng được, nhưng mà ngâm nó lâu hơn. Nếu dùng sút thì nó mạnh hơn, vì trong xà phòng bột nó cũng có sút. Sau đó ngâm bản vào trong cái nước sút, rửa bản bằng cái rẻ mềm đó, bản đã được rửa xong. Tiến hành sửa lại bản bằng cách là dùng cái sơn cảm quang nãy chấm ở những cái chỗ bị lỗi. Bây giờ là đến công đoạn ăn mòn. Ở đây thấy là đang dùng bằng máy ăn mòn điện hóa của SK. Đó, nếu mà dí sát cái đầu xuống thì nó sẽ ăn nhanh hơn, còn nếu muốn ăn từ từ thì dơ cao lên như này, nó dí càng sát thì nó ăn càng nhanh, và nước muối càng mặn thì nó ăn càng nhanh. Đó. Đây một cực mát của máy được kẹp với cái tấm loại kia, gọi là cực kẹp mát. Thường là người ta hàn thiết vào cái tấm đó để cho nó tiếp xúc tốt. Đây là công đoạn ăn mòn. Đây bác thợ đang dùng máy ăn mòn kim loại của SK, đang tiến hành ăn mòn. Đây là một cái sản phẩm tương đối nhỏ vì các cái chữ nhỏ, chữ hướng dẫn thì nhỏ. Công đoạn ăn mòn. Thực ra mình chỉ cần ăn sâu xuống độ 1 cm, đủ bám cái lớp sơn là được, không nên ăn sâu quá. Ăn càng sâu thì nó càng không có độ nét. Đang ăn mòn sắp xong. Ok, ăn mòn đã xong. Đó. Bây giờ tiến hành
rửa toàn bộ cái sơn cảm quang đi bằng cách ngâm vào trong, lại ngâm vào trong dung dịch sút, lần này pha nó đặc hơn để cho nó giã cái sơn cảm quang ra. Vì cái sơn cảm quang này khi nó tiếp xúc với ánh sáng thì nó sẽ đông cứng lại. Ở đây là cái phần nó đông cứng, cho nên là phải ngâm, ngâm với lại cái dung dịch đặc hơn. Chỗ này là đã được tẩy hết rồi, tẩy hết rồi, bây giờ sấy khô. Đây là công đoạn sấy khô. Đó, sấy khô. Bây giờ là chuyển sang dùng sơn. Nên chọn cái loại sơn tốt tí. Ở thị trường có bán cái loại sơn kẽm, gọi là sơn kẽm, dùng để sơn với inox, sơn vào sắt, độ bám cao. Ở đây đơn giản là dùng chổi quét. Đấy, sau công đoạn này thì lại sấy cho sơn khô, sau đó thì sẽ tiến hành tẩy, tẩy nốt cái gọi là lau chùi chỗ nào nó lõm thì nó sẽ giữ lại sơn, dùng cana rẻ này lau khéo tay, lau làm sao mà đừng để nó bong bong những cái mà ở trong cái rãnh, cái chỗ ăn mòn. Rồi, đây là sản phẩm.